Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Mercedes C300 AMG được xem là chủng cuối của dòng xe sang C-Class. Với những tính năng vượt trội, thiết kế kết hợp hoàn hảo giữa chất thể thao và sự sang trọng vốn có của hãng xe Đức, dòng xe này đã dễ dàng chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Từ đầu năm 2019, Mercedes-Benz chính thức trình làng các phiên bản nâng cấp của C-Class. Trong đó, phiên bản Mercedes-Benz C300 AMG được đánh giá một mẫu xe thể thao thực thụ với nhiều cải tiến mới. Mercedes C300 AMG không chỉ được các chuyên gia đánh giá cao mà còn làm hài lòng người sử dụng bởi thiết kế ngoại thất vô cùng mãn nhãn. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Mercedes C300 AMG sản xuất năm 2019 màu đen nội thất màu nâu da bò. Có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt vì mới lăn bánh được 15.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.